Xin chào các bạn, mình là Gia Linh. Hiện tại đây mình đang đứng cạnh một ngôi nhà đã được hoàn thiện và sử dụng toàn bộ cửa của cửa thép vân gỗ thống nhất. Đây là cửa chính, là linh hồn của ngôi nhà, được sử dụng bộ cửa 4 cánh lệch. Thiết kế kính hộp hoa đồng với chất lượng được hoàn thiện tỉ mỉ và họa tiết mạ vàng mang phong cách hiện đại châu Âu. Cánh cửa thép vân gỗ 4 cánh lệch màu gõ đỏ không chỉ đảm bảo độ bền mà còn toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp. Thiết kế độc đáo và tinh tế của cửa mang đến một không gian ngoại thất hiện đại, ấm áp và đầy cuốn hút. Ngoài ra, trên tay nắm cửa sử dụng chất liệu mạ đồng với những đường nét hoa văn tinh xảo, mang lại vẻ đẹp cổ điển và sang trọng. Sự kết hợp này không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn, làm cho tay nắm cửa vừa đẹp mắt vừa chắc chắn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai mong muốn kết hợp giữa tính năng an toàn và vẻ đẹp thẩm mỹ. Và đây là tầng 2 của ngôi nhà. Ở đây gia chủ đã sử dụng bộ cửa 4 cánh cân. Mã cửa 4 cánh cân rộng với chất liệu chính là thép mạ kẽm, được xử lý hóa chất chống rỉ. Lớp lõi bên trong cửa là vật liệu honeycomb, có tác dụng làm giảm trọng lượng của cửa và chống cháy tốt trong khoảng một thời gian nhất định. Còn đây là bộ cửa một cánh được gia chủ sử dụng với những không gian nhỏ như là phòng thờ, phòng ngủ hay là sân phơi. Thiết kế cửa một cánh với tông màu gõ đỏ lý tưởng cho những căn phòng nhỏ, mang đến sự tiện lợi và cảm giác riêng tư. Tay nắm cửa làm từ chất liệu inox 304 bền chắc. Cửa đóng mở êm ái, đảm bảo sự yên tĩnh cho không gian sống. Trên cửa còn chạm khắc những họa tiết hình chữ nhật, hai bên vừa đơn giản nhưng cũng không kém phần làm nổi bật lên vẻ đẹp của không gian trong nhà bạn. Hãy để cửa thép vân gỗ thống nhất trở thành điểm nhấn sang trọng và đẳng cấp cho ngôi nhà của bạn. Và nếu bạn cũng yêu thích mẫu cửa này thì còn chần chờ gì nữa, nhanh tay liên hệ hotline hoặc là fanpage của thống nhất để được nhân viên hỗ trợ và tư vấn nhé.